sách. Em sáng nào cũng mở Zoom. Cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm nếu mà đã gieo hạt giúp đỡ rất nhiều anh chị biết câu lạc bộ, và cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom. Sáng nào dịp với các anh chị cũng lựa chọn cái sự phát triển để mà mình có thể đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Bây giờ thì trước khi vào chương trình mình sẽ cùng nhau thực hành cái thói quen ngày hôm nay luôn đúng không ạ? Là kết quả tuyệt diệu. Mặc dù mình không biết rằng là cái kết quả mình đạt được cái gì, có thể là mình sẽ hy vọng mình sẽ có kết quả các thứ ấy chị. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra luôn cái kết quả mình mong muốn. Hình dung tưởng tượng rằng nó đã xảy ra rồi và mình cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu này. Thông qua luật hấp dẫn thì sẽ giúp cho các anh chị đạt được mọi điều mà các anh chị mong muốn nha. Và chúng ta nhắm mắt lại và ra quyết định nè. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ha. Ok các anh chị, ngày hôm nay thì chúng ta đi qua cái ngày thực hành thứ 21. Kết quả tuyệt diệu mà là trong cái cuộc sống của mình thường ngày ấy, các chị ha. Thì khi mà chưa biết về lòng biết ơn, mình chưa biết về cái luật hấp dẫn hay là sức mạnh tiềm thức ấy, thường á là mình hay một cái việc gì đó nó xảy ra hay là mình chuẩn bị làm một cái điều gì đó thì thường là mình mang cái tính chất là mình sẽ hy vọng. Không biết rằng là mình làm điều này có được hay không, mình hy vọng là nó sẽ trở nên tốt đẹp, hy vọng thôi. Còn nếu mà được thì tốt, còn không được thì mình sẽ cảm thấy không được vui lắm. Trước khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì thường thường là chuẩn bị làm một điều gì đó thì mình chỉ mang tính chất là mình hy vọng thôi, mà mình còn có nhiều những cái nỗi sợ, những nỗi sợ là mình làm không có được thôi. Và trước đây thì do là mình là Diễm cũng đã từng làm, mình đưa ra rất là nhiều những cái mục tiêu nhưng mình không hoàn thành, nên là thành ra là mình có những cái niềm tin nó không có được tích cực. Lúc đó cũng có niềm tin rằng là nói trước là bước không có qua, nên là thành ra là khỏi phải nói nói trước bước không qua mà mất công là mình nói trước cái người ta nó mình nổ cái thứ, thành ra là cứ làm đi, tính gì tính, có gì tính sao. Nên là thành ra là trước đó cái chị không bao giờ mà mình có thói quen kết quả tuyệt diệu này hết. Lúc nào mình làm cái gì thì mình cũng cứ làm thôi, còn kết quả là sao thì tính sao không. Nên là thành ra cái lúc đó cái gì ha, thì mình có cái thói quen đó là hay có sự trì hoãn, vì mình lo sợ mà, mình lo sợ nè, mình có sự nghi ngờ nè, nên là thành ra là mình hay trì hoãn. Và khi mà mình trì hoãn thì mình không có hành động liên tục, mình không có hành động liên tục thì mình không có tạo ra được cái kết quả và mình không có đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mà khi mà Diễm mà biết về, khi mà tham gia vào nhóm rèn luyện của câu lạc bộ các chị, thì Diễm mới biết về sức mạnh nhận thức luôn hấp dẫn, cũng như là mình biết về lòng biết ơn. Thì Diễm mới biết được rằng là thì ra là không phải là mình phải chờ đợi, không biết rằng là nó sẽ, việc đó sẽ diễn ra như thế nào, mà chính mình phải là cái người có thể làm chủ được cuộc đời của mình bằng cái việc sử dụng luật hấp dẫn. Cái gì có bên trong thì có bên ngoài. Đầu tiên là bên trong mình phải có trước,
thì từ bên trong mình có thì bên ngoài nó mới được tạo ra những cái tình huống, những cái sự kiện, tạo ra những cái tình huống và giúp cho mình đạt được mục tiêu. Ngày hôm qua có một chị hỏi Diễm như này, chị nói rằng là chị cũng dùng cái phương pháp mình rắc bụi phép màu cho ngày mới, chị cũng dùng phương pháp này. Nên là chờ trước khi làm một gì đó chị cũng đưa cho mình những quyết định, mà không biết sao là chị ấy không có đạt được. Cũng có rắc bụi phép màu trước khi làm mà cái kết quả nó không như ý. Xong bây giờ mới hỏi rằng là chị nói cho em nghe cụ thể xem, đó là chị ra quyết định nó như thế nào, một cái sự việc như thế nào. Thì chị ấy nói rằng là mỗi buổi sáng chị ấy hay ra quyết định là ngày hôm nay tôi sẽ hoàn thành được một cái video marketing. Nhưng mà không có ngày nào chị làm được cái video hết. Chị nhớ chị có rắc bụi phép màu rồi. Mà không biết sao chị không hoàn thành được một video marketing. Thì Diệm nói với các anh chị rằng là mỗi ngày mình đều có những cái kế hoạch mục tiêu ngày. Đúng không ạ? Và mình rắc bụi phép màu để mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ hơn. À, nhưng mà chính mình phải là cái người hành động thì mới có cái kết quả nghe anh chị. Mình phải là cái người hành động cơ, đi mình đã đặt ra mục tiêu rồi thì mình phải sắp xếp cái thời gian. Mình phải kỷ luật bản thân của mình. À, mình phải làm bằng mọi cách để những cái mục tiêu ngày của mình nó trở thành hiện thực. Mình ra quyết định là mình hoàn thành được một cái video đúng không ạ? Thì mình phải dành cái thời gian mình ngồi xuống và mình quay video chứ. Chứ mình ra quyết định có một video đâu phải tự dưng cái tối từ sáng tối tối tự dưng mình không quay video mà tự dưng mình có một video xuất hiện được. Ứng dụng sức mạnh tiềm thức luôn hấp dẫn đó, giống như người tối hôm qua Diễm chia sẻ với các anh chị đúng không ạ? Nó có cái bước thứ ba, đó là cái bước mà mình hành động. Đó, khi mà mình hành động mình phải làm tròn bổn phận của mình trước các anh chị thì phép màu mới xảy ra. Mình phải tác động một lực thì sẽ có một lực tương đương tác động lại, chứ không phải là mình chỉ ngồi đó mình hình dung tưởng tượng không làm gì hết mà mình đạt được kết quả được. Chẳng hạn như là cái kết quả tuyệt diệu này, mình chuẩn bị mình làm một điều gì đó, chẳng hạn như ở đây tác giả nói bất kỳ những cái điều gì, chẳng hạn như cái ông có một cái ông nhà văn, ông đã sử dụng phép màu lòng biết ơn để có được kết quả như ý. Đúng không? Vậy thì để mà có kết quả như ý thì ông ấy cũng phải ngồi xuống mà viết chứ. Chứ đâu thể nào là ông ấy ngồi đó tưởng tượng rằng là ông ấy đã có kết quả tốt và anh ấy không viết gì hết và tự dưng có cuốn sách đâu. Đúng không? Tự dưng cái ra được một cái tác phẩm. Ngủ cái sáng dậy ra được các tác phẩm đâu. Đúng không nghe chị? Ông ấy rất bội phép màu, ông ấy đưa ra quyết định rằng là ông ấy sẽ có một cái tác phẩm rất là hay, chạm vào lòng người, tạo được cái giá trị. Ai mà đọc vào tác phẩm này thì cuộc đời họ sẽ thay đổi. Dạ, chẳng hạn vậy, đó là cái quyết định của ông ấy. Vậy thì để mà có cái điều này thì ông ấy phải là cái người ngồi xuống và viết. Thì mới có những cái tác phẩm để chạm vào lòng người được. Chẳng hạn như mình đặt ra cho mình rắc bụi phép màu ngày hôm nay mình làm được một cái video marketing, có thể xây dựng cái mối quan hệ với hàng trăm nghìn người chẳng hạn các thứ. À, thì mình cũng phải là cái người mình ngồi ra và mình phải sắp xếp được cái thời gian để mình làm video. Cái đó được gọi là cái sự kỷ luật, những cái phẩm chất của người thành công đúng không ạ? Chứ không phải là mình cứ ngày hôm nay tôi làm video rồi sau đó là mình không làm gì hết mà mình bảo rằng ủa mình nhớ mình có rắc bụi phép màu sáng nay có làm video mà sao cuối ngày không có video. Không được nha. Nha các anh chị, cái video đó các anh chị nha, đó là phải có cái sự kỷ luật dữ lắm đó. Tại vì sẽ có rất là nhiều những cái việc trong ngày, có rất nhiều những việc quan trọng trong ngày, việc nào cũng quan trọng trơn, không có việc nào không quan trọng đúng không? Sự việc nào tới nó cũng rất là vội vã, rất là gấp gáp để lấy đi sự sự cái lấy đi cái sự tập trung cũng như thời gian của mình. Nhưng mà quan trọng là mình cần phải biết là lựa chọn. Đầu tiên là mình sắp xếp được cái công việc, việc nào quan trọng, việc nào không quan trọng, việc nào ưu tiên, việc nào không có ưu tiên. Việc nào làm trước, việc nào làm sau. Hôm trước Diễm mới đọc qua một cái câu chuyện. Câu
câu chuyện nghe chị, nói chung là câu chuyện này thì đọc qua cái câu chuyện trong cái cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy kể như thế này là hồi xưa đúng không, có một cái ông chăn bò. Ông ấy ngày nào ông ấy cũng đi chăn bò hết trơn, ông ấy có nguyên một đàn bò. Thế là một hôm ông ấy đi bò, ông ấy đi đâu không biết, thế là ông ấy chạy đi tìm kiếm, chạy đi tìm kiếm, cái mới gặp Đức Phật đang đi qua. Ông ấy hỏi rằng là ngài có thấy con bò tôi đâu không, bò tôi đâu tôi không thấy. Thế Đức Phật trả lời rằng là tôi không có thấy con bò của ông. Thế là ông ấy là hốt hoảng đi tìm kiếm tiếp. Xong rồi Đức Phật mới xoay qua với lại những cái đồ đệ của mình và nói rằng là chúng ta thật là may mắn vì mình không có con bò nào để đi kiếm hết, không bò nào để đi kiếm hết. Xong rồi cái thiền sư kể đó là bữa đó thì thiền sư có tổ chức những cái buổi gọi là những cái sự kiện về thiền định á. Sau có một cái vị doanh nhân đó tới nghe xong rồi cái thiền sư mới mời ở lại để tham gia cái sự kiện đó. Thì cái ngài doanh nhân nó bảo rằng là tôi bận lắm, tôi bận không có thời gian, bận tối mặt tối mày không có thời gian để tham gia. Xong rồi nhưng mà qua ngày hôm sau thì lại vẫn lại thấy cái vị doanh nhân ở lại, quay lại và nói rằng là tôi đã sắp xếp được và bỏ ra được một vài con bò rồi, nên là thành ra là bây giờ tôi cảm thấy là mình là vui vẻ hạnh phúc hơn và tôi có nhiều cái thời gian hơn để làm những cái điều mà tôi mong muốn. Có nghĩa là thông qua cái câu chuyện này anh chị, là cái ý nghĩa của nó là sẽ trong một ngày sẽ có rất là nhiều những cái chuyện chuyện gì mình cũng cảm thấy là nó quan trọng hết trơn, nhưng mà mình cần phải biết quản lý được cái thời gian của mình để mình biết rằng là cái việc nào quan trọng, việc nào không quan trọng, việc nào mình có thể nhượng quyền được cho người khác làm. Hôm nay mình ôm hết thôi chị, chẳng hạn như Diễm đây, trong ngày có rất là nhiều những cái công việc mà Diễm phải nhờ đỡ người khác làm giùm, chẳng hạn như việc nhà, nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, giặt giũ các thứ. Đó là những cái công việc mà Diễm nhượng quyền lại và Diễm nhờ người khác làm giúp cho mình. Hoặc là những cái công việc mà nó ít có quan trọng thì Diễm cũng sẽ nhượng quyền nhờ đỡ một ai đó làm giúp cho mình. Và Diễm chỉ tập trung hoàn toàn vào những cái việc quan trọng, những cái việc mà nó giúp cho mình tạo ra kết quả 80% thôi. Cộng giờ giờ việc nào cũng ôm hết luôn, ôm mà ôm từ sáng ôm đến tối thì chắc là tối mặt tối mày đó các anh chị. Nên thành ra bài học ở đây Diễm muốn gửi gắm với các anh chị rằng là mình phải nhìn lại cái chị ghi ra, lấy tờ giấy ghi ra tất cả những công việc một ngày các anh chị ra, và các anh chị xem cái việc nào nó sẽ giúp cho các anh chị tiến tới gần hơn với mục tiêu trong cuộc đời của mình. Việc nào là cái việc rất là quan trọng nhưng mà nó không có gấp gáp, đúng không ạ? Nó quan trọng đó các anh chị nhưng mà nó không gấp gáp. Nhưng mà một thời gian sau, chẳng hạn như cái việc mà các anh chị phát triển bản thân, cái việc mà các anh chị đang làm kinh doanh, các anh chị xây những cái hệ thống kinh doanh trên internet, có thể là nó là việc quan trọng nhưng mà nó không gấp gáp với các anh chị. Mà đến những cái thời điểm mà nếu mình cứ để như vậy hoài các anh chị ha, thì rồi đến những cái thời điểm nó sẽ trở nên thật sự là gấp gáp. Thành ra là những cái việc quan trọng như vậy mình có phải ưu tiên mình làm. Tại vì nếu mà mình không ưu tiên mình làm rồi một thời gian sau nó sẽ trở nên thật sự gấp gáp. Còn những cái việc gì mà không quan trọng thì mình sẽ sắp xếp thời gian làm sau, hoặc là mình có thể nhờ đỡ một ai đó làm cho mình. Nhượng quyền đi chứ ôm hết thì sao? Mỗi người mỗi sứ mệnh mà. Đó là cái việc mình sắp xếp thời gian ghi ra, xong mình xem là cái việc nào mình không có được nhượng quyền được, chỉ có mình mới có thể làm được cái điều này thôi, và nó là cái điều quan trọng tạo ra kết quả 80% thì các anh chị sẽ là cái người làm. Còn cái gì mình có thể nhờ đỡ người khác được, đúng không ạ? Còn những cái mục tiêu trong ngày mình đặt ra rồi thì mình cần phải là cái người làm chủ được bản thân của mình để mình hoàn thành, chứ mình không thể là nào mình đổ lỗi tiềm thức được. Mình đổ lỗi là sáng nay tôi đã ra quyết định rồi mà,
Sáng nay tôi đã quyết định là ngày hôm nay tôi gọi cho 10 khách hàng. Ngày hôm nay tôi làm một video marketing. Xong rồi cuối ngày ngồi trách tiềm thức là lý do vì sao ngày hôm nay tôi đã định là có một video marketing mà cuối ngày tôi không có. Nè, cái điều này là mình phải biết được rằng là à vậy thì mình cần phải kỷ luật bản thân hơn. Mình cần phải sắp xếp được cái thời gian của mình hơn. Để khi mà mình đưa ra quyết định thì mình phải hoàn thành. Khi mà các anh chị đưa ra cho mình những mục tiêu á, những mục tiêu nhỏ mà mình hoàn thành nó, các anh chị dần dần các anh chị sẽ có được cái sự tự tin, có được cái sự tự tin, có những cái thành công, và thành công thì mới nối tiếp thành công được. Rồi dần dần á, thì mình sẽ có được cái thói quen đó là nhất quán và kỷ luật. Và khi mà các anh chị rèn luyện cho tiềm thức của mình thói quen nhất quán kỷ luật á, có nghĩa là mình đặt ra mục tiêu, những mục tiêu nhỏ 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 và mình hoàn thành, à, thì các anh chị sẽ rèn luyện được trên tiềm thức của mình cái thói quen. Đó là chủ nhân của tôi nói là làm. Chủ nhân của tôi nói A là A, chủ nhân của tôi nói B là B, nói C là C. À, và khi mà tiềm thức của mình nó được rèn luyện thói quen này rồi á, thì khi mà các anh chị đưa ra cho mình một cái mục tiêu nào đó trong cuộc đời, thì tiềm thức của các anh chị biết rằng là mình chỉ có một con đường thôi, đó là phải hoàn thành đó. Nên là sẽ thu hút đủ mọi nguồn lực đến giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Còn giờ mà mình không có nhất quán á, có nghĩa là mình đặt ra mục tiêu trong ngày, xong rồi mình không làm, mình không hoàn thành. Mình nói A nhưng mà mình làm B. Mình nói B nhưng mà mình làm C. Thế là mình xây dựng cái thói quen cho tiềm thức của mình. Tiềm thức là không có sự nhất quán, đổi ý liên tục. Và nếu mà mình tiềm thức của mình không có sự nhất quán á, thì sau này cái chị đi ra đường mình nói rằng đặt mục tiêu đèn xanh nó ra đèn, để nó ra đèn đỏ. Ừ đó, mình đặt mục tiêu cứ ra ngược là hết trơn cái chị nha, là bởi vì tiềm thức của mình ở bên bên trong mình đã rèn luyện tiềm thức của mình nó không có sự nhất quán rồi, nên thành ra khi mà mình nói tiềm thức của mình không có tin để mà làm theo. Nên anh chị nào mà đang có những cái trường hợp như thế này thì mình hãy bắt đầu rèn luyện cho mình, xây dựng được cho mình cái tính kỷ luật và nhất quán, nói là làm. Còn không thì thôi, không nói là phải làm, đặt ra mục tiêu ngày là phải làm, đặt ra mục tiêu ngày hôm nay tôi thà đọc 10 trang 10 chương 10, 10 trang sách thì phải làm. Ngày hôm nay tôi đặt ra mục tiêu là cái gì đó thì các anh chị phải làm, hoàn thành những cái mục tiêu. Và khi mà các anh chị làm á, khi mà các anh chị làm và các anh chị rắc bụi phép màu á, thì luật hấp dẫn sẽ giúp cho cái video của các anh chị mình hoàn thành một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như thay vì mỗi ngày mình không có sử dụng kết quả tuyệt diệu này á, thì cái video của mình, vậy đây ví dụ nha, một số các anh chị đang làm video marketing đúng không ạ, mình ngồi mình mò ơi là mò, nó không ra nội dung, nghĩ hoài nó không ra tiêu đề, ngồi quay ta nó quay thế lúc đó thì quên bấm đúng không, đang quay hết pin đó các thứ, một video tốn 2 tiếng đồng hồ chưa xong. Nhưng mà khi mà các anh chị đưa ra cho mình những cái quyết định kết quả tuyệt diệu, các anh chị rắc bụi phép màu, cái tự dưng cái một video các anh chị ngày hôm nay rất là tiến bộ, nửa tiếng là xong. Thường thường 2 tiếng được một cái video, hôm nay 2 tiếng được 3 cái video chẳng hạn vậy đó. Khi mà mình và cái video của mình thường thường mình đăng lên chả ai, ví dụ như mình đăng lên chỉ có tiếp cận được khoảng 100 người xem, thì ngày hôm nay vì cái anh chị sử dụng cái kết quả tuyệt diệu này nên cái video của mình đã tiếp cận được hàng hàng trăm người, hàng nghìn người xem. À, rắc bộ phép màu là như vậy đó các anh chị, chứ không phải mà rắc bộ phép màu ngày hôm nay tôi đã quyết định là tôi có một video tự nhiên tối nay tôi không có, không phải vậy đâu ạ. Mình phải nhất quán kỷ luật bản thân của mình để cho ra được một cái video, và trên cái lúc mà mình làm cái video thì cái hành trình mà mình làm nó sẽ nhanh chóng, gọn gàng và dễ dàng hơn, ra cái kết quả nó tốt hơn. Bao nhiêu số các anh chị hiểu được cái điều này comment tôi giúp Diễm ạ. Ở đây á, cái kết quả tuyệt diệu này có nghĩa là các anh chị sẽ cầu nguyện cùng với cái lời cảm ơn trước khi thực hiện cái việc gì đó. Chẳng hạn như trước khi các anh chị làm, chẳng hạn như trước khi các anh chị đi nha khoa, các anh chị đi tập thể dục, trước khi mà có một cái người thợ điện thợ nước nào đến ngôi nhà của mình, chỉ ví dụ nha, thợ điện thợ nước tới cái ngôi nhà của mình, có thể là họ muốn chỉnh sửa, giúp cho mình chỉnh sửa một cái gì đó trong cái ngôi nhà của mình,
thì mình phải ra ốc định sao cho nhanh chóng, dễ dàng, gọn gọn lẹ đúng không ạ? Chứ giờ mình không ra ốc định đó nghe chị, chờ hư vô ngồi mò mò tao nói mấy tiếng đồng hồ, mò ngày nào không xong rồi mò qua ngày khác, chưa tìm ra được lý do chẳng hạn vậy. Còn khi mà cái chị đưa ra quyết định thì sao ạ? À? Trong vòng 15 phút thôi, nhanh chóng gọn gàng, là mình đang giúp cho người ta nữa đó, mình đang giúp, mình đang rắc bụi phép màu phụ đúng không ạ, để cho họ hoàn thành cái việc, họ giúp cho mình một cách nhanh chóng hơn. Hoặc là các anh chị chuẩn bị mua một thứ gì đó chẳng hạn như là quà sinh nhật, mua quà sinh nhật thì mình cũng phải đưa ra quyết định đúng không ạ, nó làm sao để mình có thể chọn được một cái món quà một cách rất là nhanh chóng mà bạn của mình rất là yêu thích, đúng thứ mà họ cần, họ rất là vui, rất là hạnh phúc như thế nào đó, kết quả cái chị muốn là cái gì đó. À, thì trước khi mà mình làm, các chị hãy gửi cái lời mình cầu nguyện và mình gửi lời biết ơn như thể là mọi thứ đã xảy ra rồi. Cái điều này Diễm làm mỗi ngày nha chị, nó trở thành lối sống của mình rồi. À, và chuẩn bị các chị bắt tay vào một cái điều gì đó thì mình cần phải cầu nguyện về kết quả các chị mong muốn nha. Hoặc là các chị chuẩn bị đi xem buổi hòa nhạc, đi xem buổi hòa nhạc thì mình cầu nguyện cái gì ạ? Mình cầu nguyện đó là mình đi an toàn, vui vẻ, hạnh phúc, đến nơi thì mình có được một cái vị trí ngồi rất là đẹp đúng không ha? Chứ mà đi xem buổi hòa nhạc mà ngồi trong một cái góc nào đó thì thôi rồi, cũng đâu có gì đâu mà đẹp đúng không ạ, là phải đưa ra cái quyết định. Hoặc là mình đặt chỗ tại nhà hàng ha, thì mình đưa ra quyết định là mình có được một cái vị trí ngồi đẹp, cái buổi ăn của mình nó sẽ như thế nào, vui vẻ, hạnh phúc, người kia ra làm sao. Nói chung là mình phải luôn luôn lựa chọn kết quả trước khi mà mình làm. Mình phải cầu nguyện biết rõ trước được cái kết quả. Sau đó mình gửi cái lời biết ơn với mỗi cái việc mình làm. Các anh chị ha, thì các anh chị sẽ thấy rằng là khi mà các anh chị cầu nguyện về cái kết quả trước khi mà các anh chị làm á, mọi thứ nó sẽ được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng. À, các anh chị làm nó nhanh chóng hơn, nó dễ dàng hơn, nó thuận lợi hơn, và giúp cho các anh chị có được cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Như Diễm á, các anh chị chẳng hạn như trong cái đợt vừa rồi á, thì Diễm có những cái chuyến du lịch chẳng hạn như Diễm đi Mỹ rồi các thứ nha, thì Diễm cũng cần một cái người photo, người chụp hình á, người photographer đó, thì giờ kiếm ở đâu bây giờ, Diễm ở Việt Nam mà Diễm kiếm kiếm cái người đó bên Mỹ thì kiếm đâu. Thế là mà mình lại mong muốn nha, đó là nếu mà cái người chụp hình nào cũng được đó là xong rồi, người chụp hình nào cũng được thì Diễm nói với các anh chị, người chụp hình mà họ mình bỏ tiền ra mà họ chụp hình không có đẹp thì sao. Nên thành ra Diễm nó đưa cho mình cái quyết định nên mình phải kiếm cái người chụp hình nào mà nó phải đẹp đẹp độc lạ, phải chất lượng, mà giá là phải chăng, giá phải hợp lý, mà hình đó là phải xuất sắc. Lúc đầu á là mình không có sử dụng cái kết quả tuyệt diệu này, cái mình cần người photo của mình cứ đi kiếm thôi, mình kiếm hoài không ra. Sau đó Diễm mới nhớ lại là ô mình có tiềm thức mà nhớ, sao tại sao mình không dùng. Thế là Diễm nhắm mắt lại, Diễm hình dung tưởng tượng nha chị, hình dung tưởng tượng là mình còn cầu nguyện trước khi làm á, hình dung tưởng tượng là mình đã tìm ra được cái người đó rồi, và họ chụp hình cho mình đẹp như thế nào, mình đăng lên được nhiều người khen ra làm sao, rồi mà giá cả phải chăng như thế nào các thứ. Sau khi mà mình đưa ra quyết định xong cái chị nha, thì bắt đầu Diễm mới đi tìm kiếm, đầu lên YouTube rồi các thứ tìm kiếm, thì rất là vi diệu nha, mình lên YouTube một cái tự dưng cái có những cái video của cái anh đó anh hiện ra, và anh chụp hình bên Mỹ luôn đó. Và vừa rồi thì Diễm có một cái bộ hình tại Mỹ cực đẹp luôn anh chị, phải nói rằng là photo chụp rất là đẹp luôn, chưa bao giờ thấy anh photo chụp đẹp như vậy. Nên là đó là những cái mà Diễm ứng dụng rất là thường xuyên ở trong cái cuộc sống của mình, hay lắm. Sau khi mình ra quyết định xong thì mình hành động nha, chứ không phải là mình đưa ra quyết định xong rồi cái mình ngồi đó mình chờ thời nha. Mình không làm gì hết nha các anh chị, mình không có hành động gì hết, mình không tiến gần hơn ước mơ của mình một bước đó, thì ước mơ của mình không tiến gần hơn được một bước đâu. Nên dùng tiềm thức, có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra cho mình cái kết quả mà các anh chị mong muốn trước khi mình hành động, chứ không phải là dùng tiềm thức có nghĩa là mình cứ nằm đó mình tưởng tượng mình không làm gì cả, không phải. Khi mà các anh chị cầu nguyện về kết quả các anh chị mong muốn trước khi mà các anh chị hành động á, thì lúc mà các anh chị hành động, vũ trụ sẽ thu hút nguồn lực đến cho mình, và mình phải nắm bắt những cái nguồn lực đó, mình hành động y chang như Diễm nè,
Diễm muốn tìm cái anh photo đó. Đầu tiên là Diễm đưa ra quyết định, mình vẽ ra rất là kỹ về cái chân dung của ảnh. Sau đó là Diễm bắt tay vào Diễm đi tìm kiếm cái gì, lên YouTube search qua search lại, search tới search lui, cuối cùng mới tìm ra được anh ấy. Bây giờ các anh chị mình rõ cái phần này, cái chị comment tôi ạ. Nó Diễm chia sẻ để các anh chị hiểu về cái cách mình ứng dụng hấp dẫn sức tiềm thức nha, chứ không phải là chẳng hạn như chị có chị hỏi Diễm sao chị ra quyết định ngày hôm nay chị có một video mà cuối ngày chị không có em. Trời ơi, hỏi câu hỏi vậy đó à, mà không sao hết á, thương không sao. Không hiểu Diễm chia sẻ đó à. Thì mình ra quyết định xong rồi mình phải bắt tay vào mình làm chứ. Và mình bắt tay vào mình làm thì trong cái hành trình mà mình làm đó, vũ trụ mang tới những cái nguồn lực giúp cho mình hoàn thành được cái video nó nhanh chóng hơn, video của mình chạm đến nhiều người hơn, giúp đỡ được cho nhiều người hơn nha các chị nha. Nên là ứng dụng sức mạnh tiềm thức hay là luật hấp dẫn hay là lòng biết ơn hay là cái gì đó cũng vậy, mình đưa ra cho mình cái quyết định về kết quả mình mong muốn xong rồi thì mình phải bắt tay vào mình làm, bắt tay vào mình hành động. Ok ha, rất là rõ ràng về điều này nha các chị. Còn còn nếu như mà các anh chị không có sử dụng cái lòng biết ơn, sức mạnh tiềm thức hay luật hấp dẫn trước khi mà mình làm á, thì các anh chị thấy là mình để cho mọi việc nó hên xui đúng không? Có nghĩa là cứ kiếm thôi, cứ khi nào có là có, không có là thôi. Thì Diệm nói với các anh chị là trời ơi dài cổ luôn. À, cái công việc của mình làm á các anh chị không nhớ trước không nhớ sau, rồi mình chọn đối tác không có đúng rồi các thứ, là cuối cùng là không có đúng như ý của mình. Khi mà các anh chị ứng dụng điều này trong cuộc sống đi, các anh chị thấy là trời ơi, mọi thứ nó vi diệu lắm. Các anh chị muốn cái gì là các anh chị thu hút đúng cái đó luôn. Nên thành ra mình phải biết rõ được cái điều mình muốn trước khi mình làm một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình. À, đó là cách ứng dụng thứ nhất. Cách ứng dụng thứ hai là một cái thời điểm khác, các anh chị có thể sử dụng cái phương pháp kết quả tuyệt diệu. Đó là khi mà có điều không ngờ xảy ra trong ngày. Thường thường là ví dụ như trong ngày mà có một cái điều không ngờ gì đó xảy ra nha, thì thường là mình sẽ hay kết luận rằng là có gì đó không ổn rồi. Chẳng hạn như các anh chị đặt ra mục tiêu về tài chính đi, xong cái mình kinh doanh, mình bán hàng, ngày hôm nay có khách hàng họ hứa với mình họ mua hàng của mình, cái cuối cùng họ không mua, đó, có điều bất ngờ đó xảy ra. Xong cái thường là hồi xưa mình suy nghĩ nè, trời ơi coi như là giờ mà khách hàng hứa không mua thì tháng này làm sao mà đạt mục tiêu đây, nghi quá, nghi rồi không đạt được quá à. Không, thường á là mình sẽ suy nghĩ theo cái hướng là nó không ổn, không tích cực. Vậy thì bây giờ mỗi khi mà có những cái chuyện không ngờ nó xảy ra như vậy, mình phải sử dụng cái phương pháp kết quả tuyệt diệu này ngay lập tức. Đúng không? Các anh chị khi mà một cái vấn đề hay gì đó nó xảy ra, thay vì mình kết luận ngay lập tức thì mình hãy nghĩ rằng, các anh chị, các anh chị bắt đầu tận dụng cái kết quả tuyệt diệu nha. Các anh chị hãy hình dung tưởng tượng đến kết quả mà các anh chị mong muốn. Vẫn phải xoay chuyển về kết quả mà các anh chị mong muốn. Các anh chị có thể bảo rằng là ôi rồi điều này đến giúp cho mình thành công hơn. À, khách hàng này không mua thì sẽ có 10 khách hàng khác đến và mua giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Đó, mình phải xoay chuyển lại liền. Mình phải biết rằng là cái kết quả của mình đã đến từ bên trong của mình. Việc của mình là bây giờ tiếp tục hành động, tiếp tục gieo hạt và mình tin chắc rằng là mình sẽ đạt được mục tiêu của mình. Đó là đắp bụi phép màu, mình xoay chuyển lại thay vì là mình nghi ngờ, mình còn mình cho đi những cái suy nghĩ và cảm nhận không có tích cực. Ở đây tác giả nói rất là kỹ nè anh chị nha, cái vấn đề của cái việc mà mình kết luận ngay lập tức và mình nghĩ rằng có gì đó không ổn, đó là bạn sẽ thu hút những cái điều mà mình suy nghĩ và cảm nhận theo luật hấp dẫn. Các anh chị mà suy nghĩ điều đó không ổn là bảo đảm với các anh chị nó không ổn liền. Nhưng mà nếu mà các anh chị nói rằng là ô điều này đến với mình thành công nè, thì ngay lập tức cái sự việc đó nó được xoay chuyển và cái điều đó đến để giúp mình thành công thiệt. Ở đây á, tác giả chia sẻ này rất là hay, là vũ trụ vận hành cách tự động và tuyệt đối chính xác, bạn có thể tin tưởng vào quy luật này. Con số kia chị còn nghi ngờ nữa cơ, sao lúc đó chị ứng dụng được lúc chị ứng dụng không được ha. Thì giống như một cái người phi công đó các chị, họ không có hy vọng rằng là các quy luật vật lý sẽ vận hành tốt trong suốt chuyến bay. À, các quy luật nó luôn luôn là như vậy rồi, quan trọng là ở họ thôi, giờ chuyến bay có tốt hay không là ở họ thôi. Bởi vì anh ta biết là sao ạ, là các quy luật sẽ luôn chính xác. Mỗi sáng thức dậy bạn đâu có hy vọng rằng trọng lực vẫn tồn tại,
và giữ bạn trên mặt đất. Bạn biết rằng quy luật trọng lực sẽ không bao giờ có sai sót gì. Trọng lực này các anh chị, chẳng hạn như giờ cầm ly, buông tay ra là đi rớt. Và khi mà Diễm cầm 100 lần, Diễm buông ra 100 lần là rớt 100 lần. Từ trên cao mà mình để một cái món đồ gì nào đó thì chắc chắn nó sẽ rơi. Và nó khi mà mình làm điều này nhiều lần và nó khiến cho mình là đây là một cái niềm tin luôn rồi. Mình tin rằng đây là quy luật rồi. Nên là điều nào nên làm, điều nào không nên làm, mình tin luôn. Và mình biết rằng là nếu như mình không có muốn cái đồ vật của mình rơi thì mình tốt nhất là không có để từ trên cao để nó rơi xuống, mà mình để trên một cái nơi nào đó nó có một cái mặt để nó chịu đựng nha. Thì vậy thì luật lòng biết ơn hay là sức và tiềm thức hay luật hấp dẫn nó cũng vậy, nó không phải là hên xui đâu nha các anh chị, nó không phải là chỗ lúc có lúc không. Không, luật hấp dẫn, lòng biết ơn y chang như quy luật trọng lực của trái đất anh chị, nó luôn luôn chính xác 100%. Và nó chính xác hay không nó còn phụ thuộc vào cái cách mà các chị đang vận hành như thế nào, cách mà mình sử dụng. Chẳng hạn như giờ cái ly này các chị để trên bàn làm sao rơi được, nhưng mà nếu như mà mình cầm đang cầm trên không mà mình buông ra nó mới rơi chứ. Và ứng dụng lòng biết ơn cũng vậy các chị, đôi khi á là mình không có đủ cái sự tỉnh thức để các chị nhìn thấy là cái quả nó đang tới mà thôi, chứ không phải là mình nghĩ rằng là nó không tới đâu ha. Nên là thành ra là trong một ngày nếu mà có một cái điều gì đó mà nó xảy ra nó làm cho mình có những cái suy nghĩ rằng là chắc không ổn, thì ngay lập tức các chị phải dùng cái phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay để mà mình thay đổi cái kết quả. À, các chị hãy nghĩ về những điều mà các anh chị mong muốn, cái kết quả mà các anh chị mong muốn, sau đó các anh chị có thể nói cái lời cảm ơn, cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu, để mà mình chuyển đổi lại cái cảm xúc cũng như cái suy nghĩ của mình. Khi mà cái cảm xúc của mình được thay đổi sang cảm xúc tốt đẹp, suy nghĩ của mình được thay đổi sang những suy nghĩ tốt đẹp, thì những cái điều đó sẽ được cho ra ngoài vũ trụ, và thông qua luật hấp dẫn sẽ được tạo ra những cái tình huống mới, những cái tình huống mới sẽ được diễn ra hai các anh chị, và xoay chuyển cái vấn đề đó sang một cái chiều hướng tích cực và giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Bao nhiêu số các anh chị rõ phần này các anh chị comment tôi ạ. Rồi ha, ở trò về trong luật hấp dẫn thì không có sự may rủi đâu nha các anh chị, bạn sẽ nhận được chính xác những điều mà mình suy nghĩ và cảm nhận nha, không có may rủi ở đây. Nên là các anh chị muốn cái gì thì mình cần phải hướng cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mình về cái điều mình mong muốn, đơn giản vậy thôi. Mọi sự vật sự việc luôn luôn có hai mặt, mặt tích cực và mặt không có tích cực. Khi mà các anh chị tập trung mặt nào thì mình sẽ thu hút cái điều đó đến và mình tạo ra được những cái điều tốt đẹp tích cực đối với cuộc đời của mình. Ok ha, chúng ta sẽ thực hành phương pháp ngày hôm nay. À, nhờ ban tổ chức có thể mở giúp Diễm cái trang thực hành. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành là đầu tiên các anh chị sẽ viết ít nhất là 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. Và mỗi khi mà các anh chị viết điều gì á, thì các anh chị nhớ là mình viết xong thì mình sẽ đọc lại. Và các anh chị hình dung tưởng tượng là cái người mà các anh chị đang biết ơn họ đang xuất hiện trước mặt mình. Và mình rắc bùa phép màu cho họ luôn. Ha, mình biết ơn họ, mình chúc phúc cho họ nha các anh chị. Chúc phúc cho họ và mình rắc bùa phép màu cho họ. Chẳng hạn như mình biết ơn cha mẹ của mình thì mình tận dụng mỗi buổi sáng mình rắc bùa phép màu cho bạn, cho ba mẹ của mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, thành công, tự do về tài chính các thứ, đúng không ạ? Nếu mà các chị biết ơn chồng mình thì mình tận dụng cái cơ hội mình biết ơn, mình rắc bùa phép màu và mình thấy rằng là chồng mình đây rất là khỏe mạnh, yêu thương hay như thế nào đó. À, mỗi ngày khi mình biết lòng biết ơn thì mình tận dụng là cái thời điểm để mình rắc bùa phép màu cho những cái mối quan hệ của mình trở nên tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn, thành công hơn. Ok, và số 2 đó là vào đầu ngày hôm nay hãy chọn ra 3 việc hoặc là tình huống quan trọng mà bạn muốn có kết quả tuyệt diệu. Ví dụ, việc thứ nhất đó là về cái mục tiêu tài chính chẳng hạn. Ngày hôm nay mục tiêu của các anh chị là cái gì và các anh chị mong muốn đạt được như thế nào? Hãy viết ra danh sách 3 sự việc ấy và viết mỗi việc như thể bạn đang viết sau khi nó đã xảy ra rồi. Chẳng hạn như là hôm nay là ngày tháng năm bao nhiêu, các chị đã hoàn thành một mục tiêu tài chính của mình là bao nhiêu tiền, các chị đang rất là vui và hạnh phúc, các chị biết ơn cảm ơn về kết quả tuyệt diệu.
Có nghĩa là mình viết như thể là cái sự việc đó nó đã có kết quả như mình mong muốn rồi. Bao nhiêu số các anh chị rõ phần này comment tôi ạ. Viết như thể nó đã xảy ra rồi đó nha, nó đã như ý của mình rồi. Viết ở cái thì quá khứ luôn á, là nó đã xảy ra rồi đó. Mà bây giờ mình cảm ơn đó. Và trong ngày hôm nay, chọn ra ba cái sự việc bất ngờ nó phát sinh và sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để có cái kết quả tuyệt diệu. Mỗi lần như thế, hãy nhắm mắt lại và nói thầm và cảm nhận cảm ơn về kết quả tuyệt diệu. Thay vì hồi xưa là một cái sự việc bất ngờ nó xảy ra là mình lo. Lo thì bây giờ sao ạ? À? Nó vừa xảy ra cái ngay lập tức nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng tới kết quả mình muốn, sau đó cảm ơn về kết quả tuyệt diệu nha. Những anh chị nào mà học cái này rồi á thì nhớ giùm Diễm, đừng có hốt hoảng, đừng có mà mới vấn đề nó xảy ra ta nói cuống cuồng hốt hoảng lên, nó đầu làm rần 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 lên. Bây giờ mình có cái phương pháp nhiễm màu này rồi, một cái chuyện gì đó xảy ra thì đầu tiên phải bình tĩnh, hít vào hình thật sâu, thở ra và nói cho tiềm thức của mình biết kết quả mình muốn là cái gì. Khi mà các chị nói tiềm thức của mình biết kết quả mình muốn là tự dưng các chị sẽ có được con đường để mình đi. Đúng không? Chứ hốt hoảng lên chi rồi làm cuống cuồng lên chi đâu. Mình chỉ tạo ra thu hút những điều không tích cực thôi. Ngay lập tức xoay chuyển về cái điều mình muốn ngay. Có bao nhiêu số các chị rõ phần này comment tôi à. Anh chị nào mà nhắn tin cho Diễm mà cuống cuồng đi nha. Là biết là không học bài rồi đó. Bình tĩnh đi. Có ứng dụng lòng biết ơn hết rồi. Diễm chỉ hết rồi. Phải Diễm không chỉ đâu. À, cứ mỗi gì đó xảy ra cái là phải ngay lập tức tập trung vào cái điều mình muốn liền, chuyển đổi cái cảm xúc liền nha các anh chị nha. Anh Thanh rõ không anh Thanh ơi, cứ cuống cuồng riết đi là thu hút những điều không tích cực đó. Tập trung vào những điều mình muốn, nở một nụ cười thật là tươi ra vì mình biết rằng mình đã đạt được kết quả đó rồi. Ha, trước khi đi ngủ cái chị hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. À, và sẵn đây á, thì Diệu cũng chia sẻ với các anh chị nha, là chủ nhật này anh chị nào mà mình đã tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí rồi á thì chủ nhật này là cái tuần có thể gọi là cũng là gần Tết rồi đúng không ạ, nên là chủ nhật này á trong nhóm rèn luyện thân tâm trí á, các anh chị sẽ được làm cái quy trình được gọi là quy trình cá chép phá rồng từ trực tiếp doanh nhân Trịnh Quốc Huy sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm quy trình này. Quy trình này sẽ giúp cho những anh chị nào hiện tại ở đây mà các anh chị chưa có biết rõ về những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình thì chủ nhật này các anh chị sẽ được ngồi lại và mình thiết lập cho mình cái một cái bản tầm nhìn gọi là bánh xe cuộc đời của mình á, không những cái bánh xe cuộc đời của mình về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ, về phát triển bản thân các thứ. Các anh chị sẽ được doanh nhân Trịnh Huy hướng dẫn cho các anh chị thiết lập cái bánh xe cuộc đời của mình. Sau khi mà các anh chị thiết lập cái xe cuộc đời xong, mình biết cái cách nào để làm chưa ạ? Chưa biết đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ được làm một cái quy trình. À, thông qua cái quy trình này sẽ giúp cho các anh chị có được cái con đường. Có được cái con đường rất là rõ ràng. Các anh chị sẽ nhìn thấy được cái con đường để giúp cho mình có thể đạt được những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình. Các anh chị sẽ dùng chính cái cơ thể của mình để các anh chị làm cái quy trình. Các anh chị hiểu được là trên cái hành trình thành công thì mình cần phải đi qua những cái gì. Và trong những cái thời điểm trên hành trình của mình gặp những điều không thuận lợi thì mình cần phải làm cái gì để giúp cho mình có thể đạt được cái mục tiêu. Và Diễm bảo đảm với các chị anh chị nào mà hoàn thành quy trình này xong là các chị bứt phá luôn, thay đổi cuộc đời luôn. Năm 2024 sẽ là cái năm thành công nhất của các anh chị nếu như các anh chị biết làm được cái quy trình này và các anh chị ứng dụng nó vào trong từng cái mục tiêu, nhưng mà phải làm cho đàng hoàng nha. Nghe chị, anh chị nào mà mình làm quy trình này mà làm chưa có đàng hoàng á thì làm lại. Giống như hồi Diễm hỏi một chị học viên á, chị học viên nó nói là trời ơi, chị làm quy trình đó dễ lắm, lúc nào chị làm cũng được hết. Cái Diễm hỏi chị làm sao thì chị để tay trên bàn á coi cưng không. Anh chị nào làm quy trình cái chấp hóa đồng rồi ạ? À, đây nè, chị để tay trên bàn. Ừ, chị cũng cầm tờ mục tiêu, chị đứng chị để tay trên bàn coi dễ thương ghê không anh chị. Đó là hỏi sao thành công, cứ vậy đó, cứ hướng dẫn đó rồi không có chịu làm theo chính xác đúng không ạ. Ok, tập trung kết quả mà đã hoàn thành quy trình đâu à. Và cuối cùng là chưa có, không có cảm nhận được một cái hành trình thành công như thế nào, không có, chưa có lộ trình công thức thành công. Nên anh chị nào ở đây mà mình làm chưa có chính xác quy trình thì lần này mình làm lại, mình phải thật sự là tập trung, mình phải làm cho chính xác và mình thành công thì các anh chị mới cảm nhận được
cái cảm giác của một cái con người chiến thắng đó là như thế nào, cái hành trình thành công mà mình đi qua thì mình cần phải có được cái sự kiên trì, kiên nhẫn, bền bỉ ra làm sao, và có những lúc thời điểm không có thuận lợi thì mình cần phải biết cách khai phá tiềm thức của mình như thế nào. Các anh chị ha, nên là chủ nhật tuần này chúng ta sẽ cùng nhau làm cái quy trình cá chép hóa đồng. Đây là quy trình giúp cho các anh chị bứt phá cực kỳ thành công trong năm 2024. Anh chị nào ở đây mà mình chưa tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí thì các anh chị ra quyết định để chủ nhật này mình có mặt trong nhóm rèn luyện thân tâm trí các anh chị nha. Với lại là ngày 26 này, có nghĩa là còn 4 ngày nữa đó, thì cái chương trình quà tặng bán hàng bằng sức mạnh của tiềm thức sẽ bắt đầu. Nên anh chị nào mình đã tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân rồi thì các anh chị sắp xếp thời gian ha. Nói chung là Tết rồi mình vẫn vẫn phải phát triển đúng không ạ? Ngày nào cũng phải phát triển hết các anh chị. Tết cũng phải ăn mà, thì cũng phải cho não mình ăn chứ. Nên anh chị nào tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân thì sắp xếp thời gian 26 này chúng ta sẽ bắt đầu nào qua cái chương trình. Anh chị nào tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân á thì mình sẽ được cái chương trình quà tặng ra bán hàng tiềm thức. Được không ạ? Và chúng ta sẽ ngồi lại để học cái cách sử dụng tiềm thức của mình để mà bán hàng như hơi thở các chị nha. Ok mà. Rồi cảm ơn các chị rất nhiều. Bây giờ thì mấy các anh chị mình sẽ lấy sổ ra và mình thực hành đi ạ.